này đây phải không? Em đang nghe tổng kinh à? Người bạn mới còn ý đó, Trường Sơn con biết rất là ý, chỉ có nửa cái thành phố Hoa Lân Tân này thôi. À, cái này anh nói em không có ép rồi nha. Lời nói không có tiền mua mà nói ra rồi là không có mua lại được rồi nha. À, nhớ nha, 10 bàn là ít này nha. Nhớ nha, 17 tháng 6 nha. Còn bây giờ là bà thích gì không? Học ra 2 năm mở lại cái gì đó. Rồi mới chơi vậy chứ anh mình mà opening như vậy mà mình đi về sao được, không có lòng nào đi về thở lại. Nhưng mà cái bộ đồ diễn hết rồi là cái đường sỏi thôi đó, hôm nay đi ăn mà đường sỏi thôi đó, lên sân khấu hơi mì mà lỡ là tốt bằng được cũng lên. Hôm nay á là em chỉ là đi lên đây ăn con vết thôi nha, không phải ca sĩ Hồ Lệ Thu nha. Đừng có kêu ca sĩ Hồ Lệ Thu ha. Tối nay em muốn không khỏi hát được không? À, được. Tự em mặc quần sờ mỏ lên sân khấu kêu gì đó. Phải gì nói chứ, ví dụ mà có cái sân khấu em kiếm cái sờ phê rồi. Đêm nay rồi ha, cho các bạn open rồi ha. Trời ơi, mặc quần sờ mỏ mà tiền ha. Nhưng mà tiệm này là thứ 4 đúng không anh? Tiệm thứ 4 mà tới tiệm thứ 10 rồi, hứa rồi 5, 6, 7, 8, 9, 10 không thiếu Hồ Lệ Thu. Anh á, không bắt buộc có quần sỏn cũng phải có mặt. Pháp sắc và cái gì gọi là cái gì? KSL Tổng Anh KSL Trường Sơn. Dạ, ông sức ăn ở đây. Sao đi vậy? Hôm nay thì vui